Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một series video đặc biệt, đó là mình sẽ quay trời tối các bạn nhé. Quay máy xúc hoạt động trong lúc tối. Thì để mình sẽ test luôn cái hệ thống đèn chiếu sáng của máy xúc mình mới lắp đây. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là mình đã fix lại cái phần áp của nó nhá. Mình đã tăng lên hơn 4 MPa, tức là hơn 40 kg. Và fix lại phần mâm quay toa, đó là nó chống trôi quay toa rồi. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện video này để cho các bạn cùng xem nhá, xem sức mạnh của cơm nói xúc này như nào và khi hoạt động về đêm thì trông nó sẽ như thế nào các bạn nhá. Ok, so let's go.
sau đấy mình tiếp tục sẽ tăng áp lên 5 MVA các bạn nhé. Đầu tiên sẽ phải mở cái khóa này ra các bạn ạ. Kim nó lên đến đây là 5 MVA tức 50 cân các bạn nhé. Rồi, mình sẽ cho các bạn coi này. Ok.
cho tất cả.